Chào các bạn, hôm nay mình vừa ráp cái đẩy liền karaoke cho một bạn đặt hàng mình ráp nhé. Và mình ráp cho cái vỏ nó là bằng mica các bạn nhé. Hơi tối nhỉ, mình đang chiếu một cái đèn rồi mà. Cái lỗ này vừa để tản nhiệt này, vừa để mình có thể khi mình nhân nó lên ấy, mình cho ngón tay vào đây để nhân nó lên các bạn nhá. Vừa tản nhiệt vừa để giống như là cái quai sách của nó nhá. Công tắc nguồn này. Sử dụng hai mạch D công suất 1500W mỗi kênh nhé. Nguồn sung này. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang cô đơn. Bỏ mica hoàn toàn các bạn nhé. Phần số anh thương. Sau đây là dơ le của loa này. Chặn loa này, quạt hai bên này. Mạch Bluetooth này, mạch karaoke liền music luôn bạn nhé. Mình đang cho nó kéo rồi ra bass 40, Martin F15 này. Để đây để quay đằng trước cái nốt mic này để mình chỉnh cho các bạn, chỉ các bạn chỉnh các cái nốt mic ở đằng trước này nhá. Đây là công tắc nguồn này, đây là volume mic 1 này, volume mic 2 này, cổng đây là cổng mic 1 này, đây là cổng mic 2 này, mình đang cắm vào cổng dây mic dây nhá, ở cổng mic 2 này. Đây là 3 volume chỉnh, đây là echo này, delay này, đây là giàn lập vang nhé bạn nhé, hiệu ứng vang đấy, nó hiệu ứng giống như vang ấy. Phần này là phần mình chỉnh music nhá, volume tổng này, music bass này, chép này. Và cái bass chép của music này cũng là bass chép của echo karaoke luôn bạn nhé. Chỉnh trên này là chỉnh luôn cả bass chép của echo karaoke luôn, bass chép của karaoke luôn các bạn nhé. Bây giờ mình thử alo mic nhé, mic dây đây. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Đây, bây giờ mình chỉnh echo lên một tí này, cho nó vang này. Alo, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ mình tăng tiếng chép lên này. Đấy, nhạc cũng tăng chép lên rồi nhá. Và cái tiếng karaoke này nó cũng tăng độ sáng của tiếng hát lên nhá, nó không trầm quá. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Bây giờ mình giảm tiếng chép xuống này. Đấy. Tăng bass lên này. Tiếng của nhạc nó cũng trầm hơn và tiếng mic của nó cũng trầm hơn nhé. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6. Đấy, mình thì thích cái tiếng chép sáng này. Và giọng ca của nó cũng sáng nữa bạn nhé.
Alo. Alo. 1. Giảm 3 thông tin nữa nè. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi bạn nhá, bây giờ về mình đang cho nó nghe nhạc bằng Bluetooth qua điện thoại đây nhá. Mình test đoạn nhạc nhé. Đây là nút nâng tiếng các bạn nhé, ấn vào tiếng chép nó sẽ cao trong và rõ hơn này. Đó, tắt đi nhá. Đó, thấy không, bật lên này. Đấy, nó sẽ trong rõ và tiếng sẽ cao hơn. Giờ mình sẽ test nữa một bài remix. Mạng hơi kém mà. Động vào cái nút âm lượng này rồi. Thank you.
có cả đèn đèn công tắc này, áo nguồn này, đèn nguồn trên mình cũng mình nguồn sung này, đèn bluetooth này, đèn của máy karaoke okay này, đèn của hai máy công suất của LED này, đèn của Zalo bảo vệ loa này. Zalo theo số điện thoại mình ở clip nhé. Mình tắt được tiếng đi này. Đấy. Tắt đi sẽ tiếng nó sẽ ấm hơn nhé. Tiếng nó không sáng sáng bằng nâng tiếng này, nó sẽ sáng hơn này. Đấy. Say quên dẫn vui đón mùa về cháo.
sáng mai gánh nhiều nhiều ngược.